Thưa đồng bào yêu quý, tôi thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ thân ái chúc đồng bào năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, đoàn kết và tiến bộ. Đồng thời, tôi xin thay mặt đồng bào gửi lời nhiệt liệt chúc mừng nhân dân các nước bạn. Thưa đồng bào, nhân dịp này, tôi xin tóm tắt nhắc lại mấy việc rất quan trọng trên thế giới và trong nước trong năm qua để đồng bào rõ thêm. Nói chung thì tình hình thế giới năm ngoái phát triển theo hướng có lợi cho lực lượng hòa bình và chủ nghĩa xã hội. Việc rất quan trọng là sau ngày kỷ niệm 40 năm cách mạng tháng 10 vĩ đại đã có cuộc hội nghị của các đảng Cộng sản, Đảng Công nhân và Đảng Lao động các nước trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa. Tiếp theo đó thì có cuộc hội nghị của 64 đảng Cộng sản, Đảng Công nhân và Đảng Lao động trên thế giới. Hai cuộc hội nghị ấy đã tỏ rõ sự đoàn kết chặt chẽ không gì lay chuyển được giữa các nước xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô. Nó đã tỏ rõ quyết tâm của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đấu tranh cho hòa bình thế giới, cho độc lập dân tộc, cho chủ nghĩa xã hội. Hiện nay đang có cuộc đại hội nhân dân Á Phi họp ở thủ đô nước Ai Cập. Có đại biểu hơn 40 nước tham gia thay mặt cho 2/3 nhân dân trên thế giới. Tiếp tục và phát triển tinh thần của hội nghị Băng Đun, cuộc đại hội này nhằm mục đích thắt chặt thêm tình đoàn kết giữa nhân dân các nước Á Phi, chống chủ nghĩa thực dân, chống chiến tranh và ủng hộ phong trào độc lập của các dân tộc. Kết quả tốt đẹp của những hội nghị ấy có ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn đến vận mạng của nhân dân toàn thế giới. Phong trào đấu tranh cho hòa bình, cho độc lập dân tộc, cho xã hội chủ nghĩa ngày càng lớn mạnh. Bọn đế quốc hiếu chiến do Mỹ cầm đầu thì ngày càng bị cô lập. Chủ nghĩa thực dân đã gần đến ngày tan rã. Chúng ta đoàn kết nhất trí, cả nước một lòng ra sức phấn đấu thì chúng ta nhất định thắng lợi. Năm mới, cố gắng mới, thắng lợi mới. Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn năm.